Trần Khánh Production. Chủ quán đâu? Quán xá gì? Chắc tôi dẹp luôn cái tiệm. Dạ. Anh uống gì? Dạ anh thông cảm đi. Tại bữa nay mấy nhỏ chân dài á, em đưa nó lên lầu, bật máy lạnh bắt nó ngủ rồi. Cho nên giờ có mình em phục vụ, dạ thông cảm. Tôi uống dễ lắm, loại nào tôi uống cũng được. Ngoại trừ là bò củng, xá xỉ, coca, Pepsi, A51, C2. Trừ mấy cái loại nào anh uống cũng được á. Nhưng trừ mấy cái loại này anh không uống. Dạ dạ. Anh trai dễ uống quá ha. Ngoài mấy cái này là cái nào anh uống cũng được á hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ em nói anh trai nghe nè. Anh mới mở quán á, nhiều khi hàng nước ngọt em nhập thì chưa có nhiều, có 80 loại à. Nhưng mà ngoài mấy cái loại này anh trai uống được thôi. Để em nhập cái loại khác đi. Để anh trai thầu lựa chọn. Ừ, khác anh trai lại ủng hộ đi. Vậy cũng được. Dạ. Vậy bữa nào mới ghé được? Bữa nào hả? Để em coi coi. Bữa nào cũng được. Miễn là ngoại trừ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hả? Ngoại trừ mấy bữa đó thôi. Cũng thôi nghe là không được. Ok. Bữa nào anh ghé? Dạ. Em nói chuyện là anh nghe được á. Chứ mấy quán khác là anh dẹp. Ok. Bữa nào anh ghé? Ủa? Ngoại trừ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. 2, 3, 4, 5, 6 chủ nhật. Ủa? Nó mới chơi mình luôn á ta? Nó mới chơi mình luôn á ta. Trời nắng nóng mà ăn kem là đúng luôn á. Ha. Dạ ăn kem là mát lắm hả? Mát, đúng, mát lắm. Em coi còn nhiêu tiền hả? Ủa em cũng có 5.000 rồi, mua đủ không? Có 5.000 à. 5.000, có 5.000 luôn. Có kem 5.000 luôn. Ủa vừa bán em kem đi. Đúng rồi. Mà 5.000 nha. Đúng rồi, 5.000. Chú mắc hơn, không có tiền mua đâu. Yên tâm. Đây, cây này 5.000. Ngon dữ ha. Ừ, bao ngon luôn mà. Sô-cô-la luôn. Đúng rồi, sô-cô-la. Ủa Mạnh ơi, cái bên kia cái chắc ngon lắm hả? Đúng rồi, cây bên kia 10.000 mà nó lớn hơn, ngon hơn nhiều. Vậy hả? Đúng rồi. Ủa vậy em đổi được không? Đổi hả? Dạ em đổi. Giờ anh còn cái 10.000 giống bên kia không? Có. Vậy thôi giờ anh bán em cây bên kia đi. Nè em đổi đi, anh khỏi đổi cái 5.000 nè. Đổi với em đưa anh 5.000 nữa nè, anh lấy em cây 10.000 đi. Dạ, lấy cái 10.000 đi. Cây em 5.000 á, đưa 5.000 nữa đó. Rồi. Dạ, đưa cây 10.000. Giờ là lấy cây 10.000 đúng không? Dạ. Rồi, đây. Uống cái này bự rồi, đúng ngon luôn. Dạ. Được, cảm ơn anh nha. Cái này ngon quá luôn, 10.000 à. 10.000 là phải ngon chứ. Dạ. Cô kiểm đi nha. Cảm ơn anh nha. Đi nha. Dạ.
này cái ăn mát dữ ha. Bao mát luôn, ngon, tuyệt vời. Vậy là vô mánh rồi, đúng nhóc này dễ vô ghê. Để là bán được cây 10.000, bán cây 5.000 lời được nhiêu đâu. Vô mánh. Ủa, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Dạ xin lỗi anh đổi bàn khác giùm em được không? Bàn này có người đặt rồi á. Không sao đâu. Vậy em thay cho anh cái bàn khác được rồi. Vậy em thay cho anh cái bàn khác được rồi. Có gì đâu. Ủa bình quản mình có menu không? Dạ có anh. Mà ông chủ em là người nước ngoài á. Cái menu toàn là tiếng nước ngoài không à. Để em đọc tiếng Việt cho anh dễ trong món nha. Ủa vậy hả? Dạ. Ôi mắc công em lắm. Thôi giờ em cứ đem cái menu ra cho anh đi. Ôi tiếng nào anh cũng biết á. Em đừng có lo. Em cứ đem cái menu ra cho anh đi. Để anh chuẩn món cho. Mắc công em đọc cực em. Dạ vậy anh đợi em xíu nha. Ừ. Anh menu nè. Em cho anh món này đi. Dạ. Dạ anh ơi, cái này là cái địa chỉ của quán em mà. Ủa này địa chỉ hả? Dạ. Dạ anh ơi, anh ngồi đợi em xíu nha. Em kêu quản lý em ra chứ cái này em không có biết, không rành. Ừ, còn yếu phải không? Mới đi làm mà. Thôi được rồi, tôi quản lý lại cho anh đi. Dạ, em chào anh ạ. Em giúp gì được cho anh ạ? Ủa, anh là quản lý hả? Dạ, em là quản lý ở đây ạ. Không biết giấu gì anh. Tính em là khó ăn khó uống lắm. Vô quán là phải dọn ra các loại thức ăn thức uống đồ. Em coi rồi em chọn lựa cái nào ngon em mới ăn. Còn nào không ngon là em trả lại. Yeah. Chứ lỡ kêu mà đúng cái món mình không thích đó. Ăn nó khó ăn lắm. Dạ. Còn bây giờ nó khát nước quá. Bây giờ thôi mình dọn nước ra trước đi. Để coi nước nào tôi thấy tôi vừa ý. Rồi tôi uống cái đó. Tôi chọn cái đó tôi uống à. Vậy là em phải mang hết nước lên cho anh dễ chọn hả? Có, quán có bao nhiêu loại nước mang lên hết đi. Tiểu gì tôi coi cái loại nước nào mà cái dạng mát lạnh đồ này tôi xanh rồi đó. Là tôi uống, tôi chọn tôi uống. Tính thì khó ăn khó uống lắm. Ừ, có khó khăn gì không? Dạ không, được. Còn nếu mà khó khăn là tôi tính thôi cái khác à. Dạ, để em mang ra. Thằng vậy nha. Khách hàng là phải vui vẻ chứ không. Dạ. Ừ. Thôi đi đây để mang nước ra. À, có nhiều là hết luôn nghe. Ủa, cái này là có một loại nước uống mà. Sao nói nhiều loại được? Dạ, anh nói đúng rồi đó anh. Trên thực chất á, thì anh nhìn nó giống nhau như vậy.
nhưng mà thực chất là nó không có giống nhau. Để em phân tích cho anh được rõ. Dạ, cái lon này là cái lon không lạnh nè anh. Cái lon hơi lạnh. Còn cái lon này á là lạnh hơi hơi. Cái lon này hơi hơi lạnh lạnh. Cái lon này á là lạnh kiểu này. Còn cái lon này á là lạnh kiểu nọ. Còn cái lon này á là lạnh kiểu này nọ. Cái lon này á lạnh kiểu kia. Cái lon này á là lạnh kiểu này kia nọ. Còn cái lon này á là lạnh kiểu đó. Cái lon này á lạnh kiểu đây. Cái lon này á lạnh kiểu đây đó. Dạ, có vậy đó anh. Dạ, cũng căng dữ ha. Này khó chọn lời dữ á. Dạ, không có sao. Anh cứ ngồi từ từ mà chọn lựa à. À, anh chọn cũng được, mà không chọn cũng không sao. À, tụi em phục vụ là khách hàng là trên hết. À, có nghĩa là mình uống cũng được mà không uống cũng vậy sao. Dạ, à, đúng rồi đó anh. Dạ dạ, vậy anh cứ từ từ mà chọn lựa ha. Em vô trong có tí việc. Rồi, em biết rồi. Rồi để em coi coi sao. Dạ, em chào anh ạ. À. Dạ. Anh gọi em có việc gì anh? Thôi. Giờ lựa chọn khó lựa chọn quá. Em không dùng được không? Giờ em về. Dạ được. Anh không uống thì anh về chứ không sao hết cả. Vậy hôm về. Ê, khoan đã anh ơi. Sao anh? Em nhớ hồi nãy em mang ra 14 lon mà. Anh chắc không á. Từ nãy giờ em có đụng tới mấy cái lon này luôn á. Hồi lúc nãy em nhớ rõ ràng á, mang ra 7 lần. Mỗi lần là 2 lon. 7 lần lần 2 lon hả? Dạ. Ủa liên quan gì đâu. Dạ thì em mang 7 lần 2 lon. 2 lần 7 tức 14 lon, sao giờ còn 13 lon gì anh? Quá 2 lần 7 tới 14 hả? Dạ 2 lần 7 bằng 14 lon mà. Anh nói sao? Nhiều khi em thấy 2 lần 7, em thấy cũng có 13. Ê, nãy giờ anh nhịn chú mày đủ rồi nha. Chú mày định vô đây ăn quỵt không trả tiền đúng không? Không có à. Nãy giờ em có ăn uống gì đâu, em có biết gì đâu. Anh không có nói nhiều, chú mày uống mất một lon của anh thì phải trả tiền đi. Em nãy em có uống lon nào đâu. Nè, con Nguyên này em có biết gì đâu. Lúc nãy anh mang ra 14 lon, sao giờ còn 13 lon? Ủa, anh mang 7 lần hả? Anh mang ra 7 lần. Một lần 2 lon. Đúng rồi. 2 x 7 14. À. Nhiều khi 2 x 7 cũng 13 vậy. Anh nói sao? 2 x 7 cũng 13 nữa. Bây giờ chú mày nói 2 lần 7 13 đúng không? Dạ, nhiều khi 2 x 7 13. Bây giờ chú mày chứng minh làm sao 2 lần 7 13 coi. Số nước ngọt này anh cho chú mày luôn, không tính tiền chú mày luôn. Ôi cái này là anh nói nha, chứ em không ép nha. Không á là em chứng minh được. Thế bắt đầu anh nói em thông minh này nọ nữa. Em không có khoái lắm đâu á. Bất công em ghét người ta khen em lắm. Ê em giỏi rồi, em muốn người ta khen em nữa. Đời em chứng minh cho anh đúng không? 27-13 vô. À, bây giờ em anh giờ em hướng tay em chỉ nè. Đó anh thấy không? À, anh thấy cái mái nhà trước không? Ừ. Thấy chưa? Thấy tạm chị chưa? À. À, anh thấy không? Anh nhìn điếm mấy cái đường tay à. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Đúng rồi. Chứ nên là bảy lại. Đúng rồi. Bảy đường tay. À. Bây giờ anh nhìn hướng bên đây. À, dưới đếm lên. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Bảy.
7. Ừ, đúng không? À. Ở bên đây điếm lên 7 đòn tay không? Ở bên đây điếm lên cũng 7 đòn tay nè. À. Đó, anh đếm hết đi. 73 con đòn tay không? À. Giờ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thấy chưa? À đúng không? Nãy bên đây điếm lên 7 đòn, bên đây điếm lên 7 đòn. Cuối cùng có 13 cái đòn tay đó. Đó, 2 lần 7 đó. Đó, thì đó, em hồi nãy, vô nãy em đã nói không uống lần nào rồi mà. Ủa kỳ vậy ta? Điếm đi điếm lại hoài mà nãy giờ cũng có 13 là sao vậy ta? Không lẽ ở đó mình học toán dở dữ gì cho ta? Thấy chưa, em nói không có sai đâu. Nhiều khi 2 với 13 á. Đó không, nãy giờ anh đếm vô lần đúng không? À, 7, 7, thôi 13. Thấy chưa? Nước ngọt cũng vậy thôi. Đó, vậy là cái số nước ngọt của em bù. Thôi vậy, em ghê à. Nhưng mà anh khác không? Em cho anh, em gửi lại cho anh lon làm kỷ niệm. Nhưng mà nhớ giữ lại cái lon này cho em nha. Em lượm cái chai, cái em ghé tiệm em lấy nha. Thôi khỏi, tặng tụi em mày luôn đó. Này tặng á, chứ không ép lắm đâu á. Vậy thôi, yeah. Thôi về đi, về nhanh nhanh đi cho khuất đi. Kỳ vậy ta.